Trước bà nhân vlog Quỳnh Trần JP từng chia sẻ hành trình thụ tinh nhân tạo đẫm nước mắt. Cách đây 4 năm, thời điểm bắt đầu được nhiều người chú ý, Quỳnh Trần JP đã công khai chia sẻ mình có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Theo đó, cô và ông xã kết hôn năm 2012 nhưng sau 2 năm vẫn chưa có tin vui. Do vậy, cặp đôi quyết định đi khám và biết ông xã Quỳnh Trần JP lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo nên khó có con. Bác sĩ nói có 2 trường hợp, một là lựa tinh trùng khỏe của chồng để bơm vào cổ tử cung của mình, nếu 5 lần thất bại mới chuyển qua thụ tinh ống nghiệm. Hai vợ chồng mình chọn phương pháp đầu, theo bác sĩ dòng dã 4 tháng trời và đến năm 2015 mình đậu thai, Quỳnh Trần JP tâm sự trong clip. Tuy nhiên, niềm vui của Quỳnh Trần JP không trọn vẹn khi trải qua hành trình mang thai, đến khi sinh con, em bé qua đời sau đó 3 tiếng. Thời điểm đó, nữ YouTuber cho hay bản thân vô cùng suy sụp tuyệt vọng, thậm chí khóc mờ cả mắt vì mất con. Sau 2 tháng, vì quá mong ngóng có con nên vợ chồng Quỳnh Trần JP tiếp tục đi làm thụ tinh nhân tạo. Nữ YouTuber cho biết cũng phải đến lần thứ 4 cô mới có thể đậu thai, và may mắn hơn lần trước, cuối cùng, vợ chồng cô cũng đã có thể chào đón em bé đến với gia đình. Hiện tại, bé Sa con trai của vợ chồng Quỳnh Trần JP đã được 7 tuổi và cũng được rất nhiều người yêu mến. Cũng theo Quỳnh Trần JP chia sẻ, quá trình thụ tinh của cô đều thực hiện tại phòng khám, bệnh viện ở Nhật Bản và được bảo hiểm hỗ trợ. Do vậy, cô chỉ phải chi trả 20% cho các khoản chi phí. Trải qua hành trình thụ tinh nhân tạo đầy gian nan, đẫm nước mắt, Quỳnh Trần JP giờ đã có cuộc sống nhiều người mơ ước. Với công việc sáng tạo nội dung kết hợp thêm kinh doanh, Quỳnh Trần JP hiện đã có thể mua nhà tậu xe hơi xịn.